vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng hiệp thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát chào mấy khi anh đến chơi nhà xuất trà xuất rượu em mời người say. Rượu này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Chơi nhà sông mấy khi khách đến chơi nhà giót đời hát xuống trên trào này nhau, giót đời hát xuống trên trào này nhau. Để anh sẽ một miền châu giữa sông vân kia qua lò gió bay. Xa em đừng hát hay, xa em đừng lên la, đừng áo mưa thân đừng khăn mỏ hoa. Chầu xanh sau trắng trắng chay hồng, đẹp duyên phải phần phần tông hồng người duyên. Oh,
bây giờ xa mò trong già ngõ hoa chờ em đừng hát hay xa em đừng nghẹt ngào đừng ao ước không khi hát mò hoa hát câu về cho thu hút ánh mắt ngập ngừng để người xưa nhớ người xưa về nay xa đi chờ đợi thay xa trên trái lòng cha xa mò trong xa mò chờ khách đến chơi nhà dặm khách đến chơi nhà khách đến chơi nhà dặm khách đến chơi nhà và ngay sau đây Hồng Ngát xin phép được thay mặt cho toàn thể các nghệ sĩ nhà hát trèo Việt Nam một lần nữa kính chúc sức khỏe quý vị và chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật là ấm áp cùng với những phút giây thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời. Và kính thưa quý vị thân mến, để tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, sau đây xuất hiện trên sân khấu sẽ là giọng ca vàng của những nữ nghệ sĩ xinh đẹp đến từ nhà hát trèo Việt Nam. Và kính thưa quý vị, chúng ta cùng ngước mắt lên trên sân khấu và đón chờ giọng ca của hai nữ nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Bình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
Chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay chúc phúc cho chú rể Trung Đức sánh đôi cùng cô dâu Thanh Phương. Hồng Hát xin được trân trọng kính mời trên sân khấu sẽ là sự xuất hiện của anh Trung Dũng và nghệ sĩ Diệu Hiền qua làn điệu chèo cổ Duyên Phận Phải Chiều. Đôi ta duyên phận phải chiều, hồng vẫn biết chỉ điều xa xăm, cầm tay sao mặn dằn dằn, chỉ thề nước biếc đào hồng chưa quên. Sao sẽ chỉ lời kiếp thương trao chẳng từ đây. Gió
ra đón làm tôi cả nhớ thương. Này ngựa ô phiêu đang anh thương xôn xao câu hò tiếng ly tớ đàn ơi. Thăm qua núi đèo cao cao trong trời đưa nàng về dĩ xa xưa ly chung tình. Cầu chúc trên con đường đi.
rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chưa rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc.
chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta
cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly. Để chúc cho ai có dâu rể quý. Để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn. Mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi. Thank you.
thể. Xin được trân trọng giới thiệu có sự kiện đầy đủ của gia đình quý vị và gia đình ta có mặt tại khán phòng này để chúc mừng và cùng đồng quý vị chúc phúc cho với Tân Lang và Tân Nương được thành đôi. Và xin mời bạn quý vị, chúng ta sẽ cùng dành tặng cho nhau một tràng vỗ tay đồng nhiệt để chúc mừng ạ. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì trên các cụ cơ các bà bên phía gia đình nhà trai được chú rể Trung Đức về với gia đình nhà gái để tổ chức buổi lễ hôn quy, để xin phép đón cô dâu Thanh Phương về làm dâu con, thì cũng đã chuẩn bị một cơ trầu, một ngọn lễ để có những lời thư chuyển tới gia đình nhà gái. Ngày lành tháng tốt, xin phép được đón cô dâu Thanh Phương về làm dâu con. Thì ngay sau đây, cho phép những người làm chương trình chúng con xin mời đó chính là một vị đại diện bên phía gia đình nhà trai. Ông sẽ có những lời phát biểu xin dâu để thư chuyển tới gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Các cụ ông, các cụ bà, con nhà gái và kính thưa tất cả các quan viên hai họ, tôi là chú của Trung Đức, thì có đôi lời giới thiệu với họ nhà trai chúng tôi hôm nay gồm có đây là cậu của cháu và đây là chú của cháu Đức, và bên cạnh đây thì có bác và hai bác và chú của cháu. Thì trước đây thì cháu tôi xin chúc cho Trung Đức và Thanh Phương trăm năm hạnh phúc, và xin nhường lời lại cho Nguyễn Trung Luân là bác và cũng là đồng thời là chú ruột của cháu Nguyễn Trung Đức. Xin mời ạ. Trước tiên chúng tôi xin phép họ nhà trai xin kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác của hai họ và bạn bè thân thiết của hai cháu đã có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Vâng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu Đức. Vâng, thế hôm nay thì là ngày lành thân tốt, thì nhà trai chúng tôi có cái lễ dâng lên gia tiên họ nhà gái để xin đón cháu Phương về làm dâu con và làm cháu của họ hàng chúng tôi. Một lời vàng ý son của lời phát biểu xin dâu của đại diện bên phía gia đình nhà trai đã thư chuyển tới các cụ công các bà bên phía gia đình nhà gái. Và ngày hôm nay thì toàn thể quý vị mới thấy một điều rằng thông gia thì như dầu nhiệt kề, bên mong con rể và bên chờ con dâu, bởi vì nhà dâu nhà rể thì không xa, hai bên kết nghĩa để giao hòa trăm năm. Với những lời phát biểu xin dâu thưa truyền của gia đình nhà trai thì ngay sau đây con xin mời đó chính là đại diện bên phía gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu để tiếp nhận ý kiến của gia đình họ nhà trai với ý kiến xin dâu. Con xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, anh em họ nhà trai và con hàng xóm cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của cháu Trung Đức, tôi là ông của cháu của Thanh Phương đại diện cho họ nhà gái. Lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào đón các cụ ông, các cụ bà, đặc biệt là phái đoàn họ nhà trai rất hân hạnh. Thay mặt cho gia đình nhà gái xin được mời chầu, mời trà, mời rượu ngọt đến toàn thể các quý vị đã có mặt tại buổi lễ hôm nay. Kính chúc toàn thể các cụ và các quý luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các cụ và các quý vị, để đón tiếp phái đoàn họ nhà trai, chúng tôi họ nhà ấy cũng có đầy đủ sự hiện diện của các cụ của ông, các cụ bà, anh em chú bác họ nhà gái và bạn bè nam nữ thanh niên của cháu Thanh Phương. Qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho nhà trai, tôi đại diện cho nhà gái xin chân thành cảm ơn và hoàn toàn nhất trí chấp nhận cưới chầu, giao dâu và xin dâu của họ nhà trai để chúng tôi xin cảm ơn gia tiên. Ngày hôm nay tôi xin chính thức nhận cháu Trung Đức về là một thành viên quan rể của ông bà Thanh Bình và là cháu rể của họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các cụ và các quý vị, kể từ hôm nay hai gia đình chúng ta chính thức là kết tình thông gia, hai cháu chính thức lên hệ thành chồng. Trước khi nhường lời, tôi xin chúc cho hai gia đình thông gia mãi mãi keo sơn, hai cháu trăm năm hạnh phúc, hân hoan vui đón chào mừng. Đức thương kết nghĩa tư hồng phú tê, xóm trên xóm dưới đôi bên, kết ra cả nghĩa nhận tình thông gia, xin chân thành cảm ơn. Và sau những kiến phát biểu của đại diện hai chính thức có Dâu Hiền và Dề Thảo.
cô dâu, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lớn, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống ba, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, được làm cô dâu của anh đó. Mình cũng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Với tôi đang vỗ tay đặc biệt để chào đón cô dâu bạn thứ bảy. Con đường thì mới về dòng sông sâu, con người thì có tổ có tông, nhưng cây có cội nhưng sẽ có buồn. Thứ bảy Trung Đức và cô dâu Thanh Hương có được một mối lưu duyên hạnh phúc trọn cuộc đời, thì đó chính là điều hồng phúc của Giang Tiên đã đưa được mở lối. Chị ông Tơ bà Nguyên đã khéo xây sở chỉ hồng để họ chính thức được thành vợ thành chồng bên nhau. Như vừa rồi quý vị đã được chứng kiến và được lắng nghe những lời hát nhà gái, hai bên gia đình cũng đã trao cho nhau cơi trầu để kết tình thông gia và cho phép chút gì phép văn hóa rất là nhân văn từ xa xưa. Khi con trai lớn lấy vợ, con gái lớn lấy chồng thì trên sẽ có ông bà bố mẹ, những người thân yêu trong gia đình sẽ cùng ăn một miếng trầu để mừng rể mừng dâu, mừng hạnh phúc tân lang và tân nương được trăm năm trọn đời bên nhau. Thì ngay sau đây con xin mời, đó chính là trên có ông bà bố mẹ cùng toàn thể các bác, các cô, các chú, anh chị, đầu ngược bên nội và bên ngoài, những người thân yêu của cô dâu Thanh Hương sẽ cùng di chuyển trở ra phía bản hạnh phúc của cô dâu chú rể, để đại gia đình nhà gái sẽ đón nhận một chàng rể, một người cháu rể, một thành viên mới trong gia đình, cùng với đó để mừng rể mừng dâu hạnh phúc trọn đời bên nhau ta. Ngày hôm nay Trung Đức và Thanh Hương họ đã được thành công từ sự công nhận của hai bên gia đình, cùng với đó cô dâu và chú rể đã nhận được những sự quan tâm, những sự vun vén các cô các chú cầu thờ anh chị em trên tục và bên ngoài. Những người thân yêu của cô dâu Thanh Xuân cũng là người thân yêu của chú rể Trung Đức và cô dâu lúc này sẽ cùng đón nhận một người cháu rể, một người con rể, cùng với đó sẽ cùng ăn một miếng trầu mừng hạnh phúc cô dâu chú rể trong năm trọn đời bên nhau. Và quan hệ chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay đồng nhiệt nữa để chúc mừng hạnh phúc. Để họ sẽ cùng nắm tay nhau, cùng chèo lái con thuyền tình yêu đến một bến bờ trăm năm trọn đời yêu thương, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nho nhỏ, một ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc to lớn đầy những tiếng cười yêu thương. Và một lần nữa xin mời toàn thể những người thân yêu bên phía gia đình nhà gái của cô dâu Thanh Hương sẽ cùng lên cùng xây dựng một nhà nhỏ và hạnh phúc của cô dâu chú rể để vui mừng hạnh phúc của những người thân yêu với những con trai. Trong mơ ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời một mũi chia nhau, tình yêu còn mãi tin bên nhau. Dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân.
giai nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc, mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc, như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc, nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Đúng rồi, và những sự tình yêu bên phía gia đình nhà gái để cô dâu Thanh Phương và cũng là người gia yêu của cô dâu Thu Đức sẽ được liên tục di chuyển để ra từ bản hạnh phúc của cô dâu Thu Đức để đại gia đình nhà gái sẽ cùng tham dự biến cầu gia đình một những lời cảm cảm hạnh phúc chung thôi. Để chúc mừng cô dâu Thu Đức họ đã có một biến cầu hạnh phúc yêu thương. Và tôi xin mời cô dâu quý vị sẽ cùng nắm chặt đôi bàn tay của nhau và hai bạn cùng
tiếng nhau hợp với nhau một chút, cùng lắng nghe nhịp đập để con tim hạnh phúc đã hòa chung nhịp đập yêu thương. Để giây phút này Trung Đức và Thanh Hương sẽ cùng giữ chọn một khoảnh khắc yêu thương của cuộc đời, đó chính là một nụ hôn thật là yêu thương của thầy chúng tôi. Chúng để Trung Đức và cô dâu Thanh Hương sẽ dành tặng cho nhau. Và một, hai, ba, chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng nha. Và bên sau đây xin mời cô dâu chúng tôi sẽ đi mời chồng người nước để đón mừng sớm bạn của các thầy cô giúp và hai bên gia đình là những người đã luôn quan tâm vun vén tác thành của buổi lương dương của Hồng Hải Lan. Xin mời chú Đức và anh Hương. Rồi, lớn nhá, 1, 2, 3, nhìn đây nhá. Đưa lên,
tim giả lai, nhanh lên, nhanh lên. Ok. Ôi, giải tá. Để cưa chuyện và cũng các ông các cụ các ba
của những cô bác của huyện Hà Nội Nha Trai. Vâng, và quá trình tiêu biểu của hai cháu thì đến nay cũng đã được chín ngôi và cũng được sự nhất trí của hai bên bố mẹ cũng các cụ trong hai họ, và cũng được công nhân của trên địa phương để các cháu được tiến tới cuộc công nhân hôm nay một cuộc tuổi hơi đau vui tươi hân hoan và hạnh phúc. Và xin trân trọng cảm ơn. Xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái xong đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Thank you.
hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xứ xa, em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Trang trải miền quê nỗi mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu lại chi dài dầu. Con em hiền ngoan nơi trốn xa hoa, chịu ăn cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, gian nhà con quanh đông đang mừng cô dâu mai. Nhà cửa hương đối phương sản phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Trung ca khúc Bạn Em Cũng Thủ Mơ, người tiếng hát của Quý Nhân và Cô Hoàng Anh sẽ được chọn quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Dạ vâng, xin được hân hoan nồng nhiệt để đón tiếp sự diện của toàn thể quý vị khách quý là chủ nhân của những cánh thiệp hồng. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta đã sắp xếp những công việc riêng tư, cùng dành những lời quan tâm, những lời chúc mừng, hạnh phúc tốt đẹp nhất đang có mặt tại khán phòng hạnh phúc của gia đình nhà trai, ông bà Luận Tám để chúc mừng đám cưới tình yêu, chúc mừng lễ thành hôn chú rể Trung Đức, sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Phương. Và toàn thể quý vị đang hiện diện tại khán phòng với một không gian tiệc cưới vô cùng trang hoàng và lộng lẫy để chúng ta cùng nhau chung vui bên những bàn tiệc trầu tiệc trà, chúc mừng cho chú rể Trung Đức, cô dâu Thanh Phương được trăm năm tình viên mãn, trọn đời hạnh phúc bên nhau. Với sự tình yêu đôi lứa thì có một chuyên gia đã có một câu nói rằng: đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì trong chóng sẽ quay, đủ yêu thương sẽ kết thành những hạnh phúc đong đầy. Và hôn nhân thì không phải là đích đến, mà đó chính là một hành trình, một khởi đầu mới. Trung Đức và Thanh Phương, họ sẽ cùng nắm tay nhau chèo lái con thuyền tình yêu đến một bến bờ trăm năm trọn đời bên nhau. Và giây phút này đây không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng ăn trầu uống nước, hướng mọi ánh nhìn lên sân khấu để chào đón diễn viên của hai nhân vật chính, hai gương mặt đẹp nhất của buổi lễ thành hôn, chàng trai lịch lãm tài hoa Trung Đức và cô gái xinh xắn Thanh Phương sẽ cùng nắm tay nhau hiện diện tại sân khấu hạnh phúc này để ra mắt toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Mến và những bước đi đầu tiên của ngày hạnh phúc đó chính là chú rể Trung Đức và cô dâu Thanh Phương. Kể từ giây phút này đây, họ sẽ cùng nhau chung tay để bước đi trên con đường hạnh phúc đó, và họ sẽ cùng nhau chung tay để xây lên một ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc thật to lớn. Và để cảm ơn sự diện sự quan tâm chúc mừng của toàn thể quý vị đã và đang có mặt tại khán phòng tân hôn của gia đình nhà trai, chúc mừng cho Trung Đức và Thanh Phương sẽ được thành đôi, thì cho phép Đức Hiếu cùng với cô dâu chú rể xin phép được hân hoan cúi chào ra mắt để cảm ơn tới quý vị. Dâu Hiền bây giờ cũng đã về đến nhà trai, để bây giờ Tùng Cúc đã về ở với Trúc Mai, cây chồi nảy lộc đơm hoa trái, hạnh phúc trăm năm đã an bài. Ngày hôm nào Thanh Phương vẫn còn bé còn con, hôm nay em đã lớn để môi son má hồng, và từ đây thì đã có Trung Đức làm chồng, đẹp duyên phải phận, tơ hồng trời xe. Và ông Tơ bà Nguyệt thì cũng đã khéo xe sợi chỉ hồng để Trung Đức và Thanh Phương họ gặp gỡ nhau và trao cho nhau một mối tình nồng. Mối tình nồng đó ngày hôm nay sẽ được minh chứng bằng đám cưới tình yêu của Trung Đức và Thanh Phương. Thì giây phút này chúng ta sẽ cùng chứng kiến cô dâu chú rể sẽ cùng trao cho nhau một kỷ vật tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn, đó chính là đôi nhẫn cưới. Xin mời hai em cùng quay hướng vào phía nhau để trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn. Với giây phút đầu tiên, hai em cùng trao cho nhau đôi nhẫn hạnh phúc. Nhẫn cưới chào em. Thưa quý vị, ngày hạnh phúc nhất đó chính là ngày Trung Đức và Thanh Phương họ gặp gỡ nhau, trao cho nhau một tình yêu, và tình yêu đó đã đủ sâu sắc để ngày hôm nay đó chính là ngày đẹp nhất, ngày trọng đại trong cuộc đời Trung Đức và Thanh Phương. Họ cùng trao cho nhau đôi nhẫn hạnh phúc yêu thương để Trung Đức và Thanh Phương họ chính thức nên vợ thành chồng bên nhau. Tình yêu dâng tràn dòng sông ngân sáng mê mang. Ngày xưa thì nhẫn cỏ trao em, mà ngày nay thì kim nhẫn trao em nhẫn lồng, trao em một chút môi hồng để anh làm chồng em làm cô dâu. Thì khoảnh khắc này đây, Trung Đức và Thanh Phương hai em sẽ cùng nhau giữ trọn một giây phút
yêu thương nữa. Đó chính là một nụ hôn nhẹ nhàng của ngày chung đôi hôm nay để đánh dấu cho một ngày không bao giờ quên trong cuộc đời. Xin mời cô dâu chú rể cùng quay hướng vào phía nhau. 1, 2, 3, chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng nhé. Một nụ hôn ngọt ngào, một giây phút hạnh phúc không bao giờ quên. Một nụ hôn đó để đánh dấu cho một khoảnh khắc trọng đại của Trung Đức và Thanh Phương. Để kể từ giây phút này đây, họ sẽ được thành đôi. Và chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay đồng nhiệt nữa để chúc mừng hạnh phúc Trung Đức và Thanh Phương. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Đức với Phương trọn kiếp yêu nhau. Và Trung Đức thì có nói với Thanh Phương một câu rằng: ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây lên lâu đài hạnh phúc để anh đón nàng về ở chung. Lâu đài đó đã kết thành hiện thực. Xin mời Trung Đức và Thanh Phương di chuyển sang phía tay trái để khui rượu champagne cùng rót lên tháp ly hạnh phúc. Đó chính là lâu đài tình yêu vĩnh cửu hạnh phúc. Xin mời Trung Đức sẽ là người khui rượu. Cô dâu Thanh Phương có được một bến bờ trăm năm hạnh phúc trọn vẹn thì những người làm chương trình cũng phải nhắc tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ Trung Đức của dâu Thanh Phương. Và xin mời bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng tiến sân khấu này để đón nhận lễ rượu cảm ơn từ phía cô dâu và chú rể. Bên phía gia đình nhà trai, hai con yêu của bố mẹ. Sinh thành ra chú rể Trung Đức và cô dâu Thanh Phương, hai bên gia đình sẽ lên sân khấu để đón nhận lời rượu cảm ơn từ phía cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, cây có gốc thì mới sinh cành nảy ngọn, mà nước có nguồn thì mới bể rộng sông sâu. Có cha, có mẹ thì mới có anh có nàng. Trung Đức và Thanh Phương phải ghi nhớ một điều rằng hai bạn có một bến bờ hạnh phúc trăm năm như ngày hôm nay. Đó chính là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Thì trước tiên để cảm ơn bố mẹ chồng đã sinh thành ra người chồng lịch lãm tài hoa thương yêu mình, xin mời Thanh Phương nâng một ly rượu mời lên mẹ chồng của mình trước tiên. Xin mời cô dâu. Một ly rượu tiếp theo cô dâu sẽ mời lên bố chồng của mình. Xin mời Thanh Phương. Và xin mời chàng trai Trung Đức sẽ nâng một ly rượu để mời lên bố vợ của mình. Xin mời chú rể. Sau đó cô dâu chú rể nâng hai ly rượu hạnh phúc của mình lên. Và để chúng ta sẽ cùng rót đầy những ly trà để thay cho những ly rượu, để chúng ta cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho Trung Đức, Thanh Phương. Chúc mừng cho hai gia đình ngày lành tháng tốt, đã có dâu hiền rể thảo. Xin mời cô dâu chú rể quay hướng vào phía nhau, lồng tay vào nhau. Và trong ngày vui hôm nay, xin mời bố mẹ hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể sẽ nâng ly để uống mừng hạnh phúc. Và 1, 2, 3, xin mời nâng ly và uống mừng hạnh phúc. Và cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm. Quý vị thân mến, trong cuộc sống thì quý vị biết một điều rằng tạo hóa thì sinh ra con người, còn cha mẹ thì sinh ra con cái. Và con cái đó chính là tài sản lớn nhất trong cuộc đời của những bậc làm cha, làm mẹ. Thì ngay sau đây xin mời bố Bình là bố của cô dâu Thanh Phương sẽ đại diện cho mẹ. Bố sẽ nắm tay con gái của mình là tài sản lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ, để bố sẽ trao cho con rể cũng như trao cho ông bà thông gia, với niềm tin yêu rằng là con rể cũng như ông bà thông gia sẽ yêu thương con gái của bố mẹ như những gì bao năm qua bố mẹ luôn yêu thương. Xin mời bố sẽ quay qua để trao tài sản lớn nhất đó cho cuộc đời của bố mẹ. Xin mời bố mẹ quay qua để đón nhận nàng dâu của mình. Chú rể quay qua đón người vợ của mình.
Thưa quý vị, và chúng ta chứng kiến giây phút này đây thì cô dâu Thanh Phương cũng không thể giấu được, đó chính là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt để biết ơn, đó chính là công ơn sinh thành của cha mẹ. Và ngày hôm nay cũng là biết ơn bố mẹ chồng đã dang rộng vòng tay yêu thương để đón nhận Thanh Phương như một người con gái ở trong gia đình. Bố mẹ sẽ yêu thương Thanh Phương vô điều kiện. Và xin được chúc mừng mẹ và chúc mừng bố đã có một nàng dâu thảo hiền xinh đẹp, và chúc mừng bố đã có thêm một chàng rể hiền, và chúc mừng hạnh phúc của hai em với một tình yêu to lớn. Chúc hai em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, và chúc Trung Đức, Thanh Phương sẽ sớm sinh quý tử đầu lòng là những bé trai và những bé gái. Chúng ta cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc. Xin mời bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng cô dâu chú rể chụp một bức hình lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Đúng là kể chữ tương đồng thì khen ai khéo chọn. Chúc mừng gia đình nhà trai đã có thêm một nàng dâu thảo, gia đình nhà gái đã có thêm một chàng rể hiền. Chúc cho tình thông gia của hai gia đình chính thức trở thành một nhà. Xin được cảm ơn bố mẹ rất là nhiều và chúc mừng hạnh phúc của hai em. Và tôi xin hỏi ở phía khán phòng hạnh phúc, có những bạn nam và những bạn nữ nào là chưa có người yêu và chưa có gia đình ạ? Dạ vâng, và xin phép các cụ công các bà ở phía trong nhà cho con một phút nữa để con sẽ dành tặng cho cô dâu chú rể một khoảnh khắc này đây. Và xin hỏi những người bạn của cô dâu chú rể ở vị trí khán phòng, ai chưa có người yêu, ai chưa có gia đình ạ? Giơ tay lên ạ. Và trong ngày hôm nay thì chú rể chó là cô dâu chú rể sẽ tung bó hoa về phía khán phòng. Nếu như bạn nào chưa có người yêu, chưa có gia đình đón được bó hoa đó sẽ nhanh chóng lên đôi thành cặp trong cuộc đời. Xin mời cô dâu chú rể tiến lên phía trên một chút đi ạ. Xin phép các cụ các ông bà ở phía trong nhà cho con một phút thôi ạ. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ quay hướng về phía sân khấu. 1 2 3 và xin mời ạ. Rồi, xin được chúc mừng cho bạn nào là người đã chạm tay vào bó hoa. Hạnh phúc đó thì khoảnh khắc này đây thì em có thể giới thiệu cho mọi người biết em tên là gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi và đã có người yêu chưa? Em chào tất cả mọi người ở đây, em tên là Thu Huyền. Em một chồng hai con rồi. Xin được chúc mừng bạn Thu Huyền và chúc gia đình của bạn Thu Huyền sẽ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin được chúc mừng hai em Trung Đức và Thanh Phương. Xin mời cô dâu chú rể sẽ trở lại vị trí bàn tiệc chầu tiệc trà để có những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và cùng với đó, chúng ta sẽ hướng mọi ánh nhìn trở vào phía trong nhà để lắng nghe đó chính là một lời phát biểu của đại diện bên phía gia đình nhà gái sẽ gửi tới toàn thể quý vị. Con xin được trân trọng kính mời ạ. Thưa các cụ, các ông bà, hôm nay là ngày vui, hạnh phúc của hai cháu. Tôi đại diện bác của cô dâu cũng xin gửi tặng tất cả quý vị anh chị và các bạn một ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Lim. Dạ vâng ạ, xin mời các cụ ông của bà có thể lán lại sân khấu một tí được không ạ, để cổ vũ cho một cặp song ca rất là đặc biệt của ngày hôm nay, đó là chú của cô dâu Thanh Phương và chị của chú rể Trung Đức ạ. Bâng khuâng trong đi cho có ai bâng khuâng ai đứng đi chờ. Chiều hội lim ai bâng khuâng mà nhớ tìm trong chiều hội lim. Em ở đâu, ở đâu để anh mãi đi? Tôi như gọi mùa xuân tới,
Chân thành cảm ơn tiếng hát của chú rất là nhiều, và cùng với chị của chú rể Trung Đức đã gửi tới quý vị một làn điệu dân ca Quan Họ Tìm Em Trong Chiều Hội Liêm. Và ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Liêm cũng đã chính thức khép lại chương trình lễ thành hôn của chú rể Trung Đức và cô dâu Thanh Phương. Xin được cảm ơn sự diện, sự quan tâm, những lời chúc mừng tốt đẹp của toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị hai bên gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, trọn đời hạnh phúc bên nhau. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và ngay sau đây xin mời bố mẹ cùng với những người thân yêu trong gia đình cùng cô dâu chú rể sẽ tiến lên sân khấu để chụp những bức hình lưu niệm. Và xin được cảm ơn toàn thể quý vị.